Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ mới nhất của siêu dự án sân bay Long Thành cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm rõ những thông tin mới nhất về tiến độ của dự án này. Trên màn hình các bạn đó chính là toàn cảnh về siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành đang được triển khai thi công và xây dựng. Sau hơn 9 tháng khởi công thì công trình nhà ga hành khách thuộc gói thầu 5.10 và công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay thuộc gói thầu 4.6 thuộc dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang vượt kế hoạch đề ra. Theo như thông tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, về cơ bản thì dự án đã đáp ứng tiến độ đề ra, hình thành đại công trường nhộn nhịp với gần 6.000 kỹ sư công nhân trong nước và quốc tế đang làm việc tại đây. Có rất nhiều máy móc và phương tiện cũng như là trang thiết bị thi công đã tập kết và lắp đặt, vận hành để triển khai thi công gói thầu chính. Các mũi thi công cũng đã được triển khai tối đa, thi công liên tục cả ngày lẫn đêm và với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Hiện thì các gói thầu đang thi công trên công trường đến nay đều được kiểm tra, giám sát và nghiệm thu theo đúng kế hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu. Trên màn hình các bạn đó chính là nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành thì các nhà thầu đã huy động gần 3.300 nhân sự và hơn 1.100 trang thiết bị phục vụ thi công. Đến nay thì nhà ga hành khách đã hoàn thành toàn bộ bê tông cốt thép cột, dầm sàn tầng 1 và đã triển khai bê tông cốt thép cột dầm sàn tầng 2 đạt trên 80% và đang thi công bê tông cốt thép dầm sàn tầng 3. Hiện thì tiến độ của nhà ga hành khách đã vượt tiến độ phần thô hơn 20 ngày và vượt tiến độ tổng thể của gói thầu 10 ngày so với tiến độ của hợp đồng. Trong thời gian tới thì các nhà thầu cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công kết cấu phần còn lại và dự kiến sẽ hoàn thành 100% dầm sàn tầng 2 trong tháng 7 và cũng như hoàn thành 100% dầm sàn tầng 3 vào cuối tháng 7. Đồng thời thì công tác gia công kết cấu thép mái đang được triển khai để bắt đầu lắp dựng từ tháng 8 năm 2024, vượt tiến độ khoảng 1 tháng so với kế hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra thì chủ đầu tư cũng đang phối hợp với nhà thầu kiểm tra các nhà máy và tiến hành đặt hàng, thiết bị lắp đặt trong nhà ga để kịp tiến độ thi công trong thời gian tới. Còn về tiến độ của gói thầu 4.6, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, gói thầu này thì được khởi công vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, cùng lúc với công trình nhà ga hành khách. Có thể nói đây là hạng mục quan trọng của dự án, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như hoạt động an toàn bay, cho nên chủ đầu tư đã đặt ra các tiêu chí tỉ mỉ, chính xác về mặt kỹ thuật lên hàng đầu, yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát triển khai đúng quy định và tiêu chuẩn chất lượng. Đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ tàu bay thì đã hoàn thành lớp bê tông MAC 150. Liên doanh nhà thầu thi công đã huy động 1.700 nhân sự và 350 trang thiết bị máy móc với 50 mũi thi công để phục vụ thi công gói thầu, bám sát tiến độ đã đề ra và quyết tâm hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, vượt 3 tháng so với tiến độ trong hợp đồng. Hiện thì các công nhân đang lắp đặt cốt pha để đổ bê tông MAC 350, hoàn thiện đường cất hạ cánh. Đến nay thì liên doanh nhà thầu đã hoàn thành phần móng và lớp bê tông xi măng MAC 150. Đối với phần kết cấu lề đường cất hạ cánh, phần nền móng đã đạt 62,22%, lớp bê tông xi măng MAC 150 và các lớp bê tông nhựa dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 9 để hoàn thành hợp đồng so với phần lòng đường cất hạ cánh. Hạng mục đường cất hạ cánh đã vượt 2 tháng so với tiến độ của hợp đồng. Các bạn hãy cùng xem một số hình ảnh về đường cất hạ cánh sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Có thể thấy thì gói thầu đường cất hạ cánh đã dần lộ diện. Các bạn hãy cùng xem một số hình ảnh về tiến độ thi công thực tế của ga hành khách trong dự án sân bay Long Thành và một số hình ảnh phối cảnh của nhà ga hành khách khi nhà ga này hoàn thành rất là đẹp.
Nằm gần đó là đài kiểm soát không lưu có chiều cao 123m, diện tích xây dựng khoảng 80m2, đường kính thân tháp khoảng 10m, cabin kiểm soát sân có diện tích khoảng 15m2 và hai cabin kiểm soát sân đố với diện tích mỗi cabin khoảng 70m2. Hiện nay thì hàng trăm công nhân, kỹ sư đang làm việc ngày đêm để hoàn thành phần thô đài kiểm soát không lưu. Hiện thì tiến độ của đài kiểm soát không lưu đã đạt độ cao trên 80m, khối lượng thi công thì đã đạt gần 80%. Cũng theo đại diện của Tổng Công ty 36 thì tiến độ thi công hiện tại đã vượt 2 tháng so với kế hoạch đề ra, thuận lợi bù đắp cho mùa mưa sắp tới. Theo như kế hoạch thì vào tháng 6 năm 2025, phần tháp không lưu sẽ được hoàn thành. Các hạng mục công trình còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Thời gian dự phòng và nghiệm thu xây dựng được ấn định trước là tháng 9 năm 2025. Các bạn hãy cùng xem những hình ảnh về tiến độ thi công thực tế của siêu dự án Cảng Hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Video cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của dự án Sân bay Quốc tế Long Thành của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!